Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 23 tháng 9, trên giải hội tụ nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp có tọa độ khoảng 15-16 độ Vĩ Bắc và 116,5-117,5 độ Kinh Đông, gây mưa dông ở vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo từ khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 9, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, xác suất khoảng 50-60%. Dự báo đêm ngày 23 đến ngày 24 tháng 9, các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.